Sau khi tự nguyện dừng bộ hành khất thực và được cơ quan chức năng hỗ trợ di chuyển về Gia Lai, hiện tại ông Thích Minh Tuệ đang ẩn tu, khất thực ở quê hương. Ngày 12 tháng 6, trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều hình ảnh người dân tập trung ở những đoạn đường nơi ông Minh Tuệ đi khất thực. Nhiều người mang đồ ăn, nước uống đến căn chòi trong rừng, nơi ông Minh Tuệ đang tu hành. Được biết, hàng ngày ông Minh Tuệ đi khất thực ở nhà dân lúc 4 đến 5 giờ sáng, sau đó về căn chòi gỗ lợp tôn đơn sơ ở trong dãy để ẩn tu. Thông tin trên báo Dân Trí cho biết, nhiều người khi gặp ông Minh Tuệ đã muốn thể hiện tấm lòng chân thành và sự tôn thờ tín ngưỡng bằng việc hành lễ với ông nhưng ông đã từ chối. Ông Minh Tuệ muốn được học tập, tu tập bình thường, mong mọi người việc ai nấy làm. Ông nói rằng ai cũng có thể học tập, tu tập xong phải đảm bảo an ninh trật tự, không được cản trở, gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng tới người khác. Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã có mặt từ sớm để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự trên địa bàn, đề phòng hiện tượng người dân tập trung đi theo ông Minh Tuệ. Việc được nhiều người quan tâm, theo dõi theo bước chân tu hành của mình, sư Thích Minh Tuệ chia sẻ rằng mọi người quan tâm học tập, tu hành, giữ giới và theo lời Phật dạy là điều tốt đẹp. Tuy nhiên, việc quan tâm để kiếm tiền, câu like, câu view với mục đích trục lợi hay liên quan đến chính trị, mất an ninh trật tự thì lại không tốt đẹp vì lợi ích riêng của họ. Bên cạnh đó, việc có nhiều người đi theo cả ngày đêm để quay phim, chụp hình đã gây mất trật tự an toàn giao thông, gây trở ngại cho người tu hành. Việc ồn ào như vậy là không đúng với người tu hành. Đối với người tu thì cần yên tĩnh, đi một mình, bảo đảm thanh tịnh, nơi vắng vẻ. Sư Thích Minh Tuệ mong muốn mọi người đừng quay phim, chụp hình nữa để có thể được yên tĩnh tu hành. Chứ suốt ngày quay phim, hỏi chuyện thì người tu hành làm sao có thể ngồi thiền. Thậm chí, ngay thời gian tiểu tiện, đại tiện cũng không được, Sư Thích Minh Tuệ nói. Theo Sư Thích Minh Tuệ, đã có lần ông nói với những người quay phim đừng có đi theo, quay phim, chụp ảnh và làm những việc trục lợi hay làm những việc ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông nữa. Trong lần trả lời trên báo Người Lao Động, ông Minh Tuệ bày tỏ mong muốn được tạo điều kiện để học tập theo lời Phật dạy, bởi đây là việc học tập suốt đời chứ không phải ngày một ngày hai rồi dừng lại. Không phải nói ẩn tu hay không ẩn tu, đời sống của con là hạnh đầu đà, sống ba y bát, hôm nay đi chỗ này, mai đi chỗ kia, sống tự do thoải mái, sống xuất gia xuyên suốt cho đến khi qua đời, ông Minh Tuệ nói.